là nhà của Wednesday. Ta ta, nhà của Wednesday được bao phủ bởi một lớp màu đen luôn các bạn ơi. Còn đây, đây là cái mái được thiết kế bởi những hàm răng sắc nhọn giống như là răng của những chú cá vậy. Các bạn có thấy nhà của Wednesday đẹp không? Ta-da! Chào các bạn ơi, và đây là nhà của tớ nè. Đẹp không các bạn? Ngôi nhà của tớ nha, là được làm màu trắng đó, giống như là ngôi nhà trong truyền thuyết đấy các bạn, rất là đẹp, Không đen tối như nhà của Wednesday bạn nói cái gì? tớ bảo là ngôi nhà của Wednesday đẹp quá Nói thế còn nghe được. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy hai ngôi nhà này, ngôi nhà nào đẹp hơn? Nhớ comment ở bên dưới nha. Các bạn ơi, nhớ bình chọn cho nhà của tớ nha. Nhà của Wednesday thật là đẹp đúng không? Các bạn, nếu ai mà bình chọn cho nhà của bạn Tuyết đẹp hơn thì tớ không chơi với các bạn nữa đâu. Cho tớ sang xem nhà của bạn nha. Nhà của Wednesday đấy hả? Đây. Ui chà, Đừng tưởng là ai cũng có thể đụng vào được ngôi nhà của tớ nha. thôi tớ đi về ngôi nhà của tớ đây các bạn ơi. Ngôi nhà của tớ vẫn là mát mẻ đáng yêu nhất. Nhà gì mà trắng tinh tinh như thế này á, chả có tí trang trí nào đúng không các bạn? Hình như là Wednesday chưa bao giờ nhìn thấy những lâu đài trong truyện cổ tích các bạn ạ. Lâu đài trong truyện cổ tích thì lộng lẫy nguy nga như thế này nhiều. Ngôi nhà của tớ là một màu trắng nhưng mà có tớ thì là lộng lẫy rồi. Bạn về đi. Ôi trời ơi, các bạn ơi, Wednesday lúc nào cũng đen như thế. Nhìn á, sợ ơi là sợ luôn á. Thế ngôi nhà trắng kia có cái gì ăn? Đồ ăn hả? Đây, chính là mì vạn tôm của màu trắng nè. Mì này nha, là mì từ ngày xưa rồi. Hai ngày xưa nó ngon là được. Sao quen rồi đây? Lại ăn mì có màu trắng và màu xanh như kia. Đây là mì Doraemon, là món khoái khẩu của Wednesday ta đó. Các bạn ơi, quên rồi đây mà ngày hôm nay lại đi ăn màu trắng với màu xanh kìa. Liên quan gì? Thế lúc nào Wednesday cũng phải màu đen ư? Không, bà thích ăn màu gì cũng được mà. Wednesday cũng có màu trắng mà. Đây, váy màu trắng đấy. Ok, thế thì bạn ăn mì màu trắng màu xanh của bạn đi, còn tớ sẽ ăn mì vạn tôm. Đây, gói mì của mình là mì rất là nhiều tôm thì sẽ ngon nè. Bây giờ tớ sẽ bóc ra nha. Vì của tớ là không có hộp nên tớ sẽ cho vào cái cốc này. Đó, ui rồi ơi. Ngon làm sao. Đó. Với gia vị nè. Đây, cho hết vào đây luôn. Wow, khá là nhiều. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào đây nha. Wednesday, nhìn đây. Ê ơi, mì gì mà trắng tinh trắng hếu thế các bạn ơi? Mì của tớ á, màu trắng, thế nên nó phải trắng chứ đúng không? Nhìn này các bạn ơi, các bạn lại gần đây nha. Mì của tớ nè, vừa có rau, vừa có topping là Doraemon nè, còn có cả ngô nữa. Đâu như mì của ai kia đâu. Có gì đâu mà phải chê mì của tớ chứ. Mì của tớ cũng ngon đó. Nhìn này các bạn ơi. Đó, tuy là ở ngoài vỏ có tôm, ở trong này không có tôm, nhưng mà mì cũng nhìn cũng rất là hấp dẫn nè. Mời các bạn ăn mì nha. Quên ra đây. Có chuyện gì? Tớ chỉ định mời bạn ăn mì thôi mà. Sao bạn phải nói căng thẳng thế? Tớ ăn mì đây. Ok, bạn ăn đi. Wow. Tuyệt vời. Wow, mì của mình thơm quá. Như này ai bảo là không ngon chứ. Mì của tớ hơi bị ngon đó. Ẻo ơi các bạn ơi, nhìn mì của bạn Tuyết kìa, không có một tí topping nào, một màu trắng thế thôi. Nhìn của tớ đây nè, ui, hơi bị hấp dẫn luôn. Các bạn đã từng ăn mì Doraemon này chưa?
Ngon lắm đấy nha. Quá là ngon luôn. Wow, các bạn ơi, nhìn quen sau đây ăn rất là ngon luôn. Tớ sẽ đột nhập sang bên đấy để xem lại có gì ngon nha. Không phải trốn. Trời ơi. Bạn thấy tớ đây à? Thích thì xuống đây mà xem. Ờ, xem mì của chúng ta nè. U của bạn có rất là nhiều rau, còn của tớ nè. Trời ơi, đấy thấy chưa? Chắc là thích lắm rồi đúng không? Không, của nè, tớ ngon. Cho miếng rau nè. Không thèm. Tớ không thèm đâu, tớ chỉ ăn của tớ thôi. Mà nha, ngoài mì á, tớ còn đầy đồ ăn á. Thế bạn có cái gì nữa? Mở ra đi. Ngồi đây đợi tớ, tớ về tớ lấy nha. Ừ. Rồi các bạn ơi, hôm nay đi cắm trại á, chắc gì bạn Tuyết mang được cái gì đâu. Mỗi cái mì trắng hớ. Nói thật với các bạn nha, tớ cũng đầy đồ ăn luôn. Để xem bạn Tuyết khoe cái gì thì tớ đáp trả lại cái đấy thôi. Đồ ăn của tớ đây nè. Ngon quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, mì của tớ cũng ngon. Tớ còn đồ ăn khác ngon hơn gấp bội lần. Đâu cái gì đây? Đây. Ôi trời ơi, vừa ăn rồi lại ăn nữa. Tất nhiên rồi, ngày hôm nay đi cắm trại tớ mang rất là nhiều đồ ăn cơ mà. Thôi tớ thì lại uống nước vậy. Nước thì có gì ngon đâu. Nước của Wen giờ đây cũng phải màu đen nè. Nhìn đây, không những bạn có màu đen, tớ cũng có màu đen nha. Màu đen là của Wen giờ đây hết luôn. Ai bảo như vậy chứ? À, không, có cả màu trắng đó. Các bạn ơi, bạn Wen giờ đây lấy đồ ăn của tớ rồi. Một màu đen đen trộn thêm màu trắng trắng, bạn mở ra bạn xem nè. Thực bóng không được ăn sao? Cái này ngon là của tớ. Hả? Sao bạn quen ra đây lại vô lý như thế? Vô lý không? Bạn thích vô lý ư? Trời ơi, thế là tớ chả còn đồ ăn sao? Vừa ai đó nói là tớ mang rất là nhiều đồ ăn cơ mà. Đâu có gì, mang hết lên đi. Đợi đấy, tớ sẽ lấy thêm đồ ăn các bạn ơi. Chắc có gì nữa đâu. Nhưng mà cái này màu đen đúng chính xác của Wednesday mà. Nhìn nè. Nước nè, nước wow. Nè. Đó. Tớ không thèm uống nước, tớ lại có bánh nè. Lại bánh? Tất nhiên. Lần này để xem bạn còn ăn được bánh của tớ không. Được. Nhìn đây, bánh lần này á, tớ không phải là màu đen nữa rồi. Có màu đen thì vẫn là của Wednesday. Không hề là màu đen nha. Nhìn đây. Nè. Để xem bạn có ăn được không nào. Đây, tớ mang cả biển cả về đây đó. Nhìn đây. Ừ, hải sản ư? Ngon quá à. Tại sao cái này không phải là màu đen nhở? Vẫn thế thôi. Bạn chỉ là một quen sau đây bình thường, quá là tầm thường so với tớ. Vẫn vậy à. Nhìn đây, bạn để ra đây xem nào. Đấy. Chiu. Bạn thật ra buồn cười. Giả vờ để ăn của tớ hả? Cái này cũng tạm được. Này, thiếu quen cho đây chỉ có nước thôi sao? Quá là tầm thường. Còn hơn ai kia không có nước đúng không các bạn? Tớ không thèm uống nước, tớ chỉ ăn thôi. Các bạn ơi, tớ có một hộp kẹo này. Bây giờ tớ sẽ vào thử thách quen ở đây và bạn Tuyết nhá. Đà là bạn Tuyết ơi, quen ở đây ơi. Xin chào. Hai bạn có mỗi ăn kẹo không? Của tớ mà. Chả của ai hết, đây là của tớ. Nhưng mà hai bạn có muốn ăn không? Có. Ok, bây giờ hãy làm phép tính toán cho tớ nhá. Tính toán? Đúng rồi, phép đơn tính giản. Siêu nhanh nhá. Okay. Ai nhanh nhất thì sẽ được. Hai bạn đã vào chuẩn bị chưa? Ok. Sẵn sàng. Ok. 4 cộng 5 cộng 7. 4 cộng 5. Xong. À, bạn Tuyết xong trước. Ờ, tớ xong trước. Có đáp án giống nhau không? Có giống nhau, nhưng mà bây giờ là bạn Tuyết sẽ chiến thắng. Còn 2 vòng nữa. Tớ thắng quen ra đây rồi. Còn 2 vòng nữa, ai mà thắng 2 vòng thì người đấy sẽ được. Ok. Mới thắng mới một vòng thôi, có gì đâu mà hãnh diện. Bây giờ sẽ là phép tính IQ nhá. Ok. Bằng 6 à? Xong. Đây. Quen ra đây xong trước nha. Đâu? À, tớ biết sai mà giấu ở đây. Yeah.
À, tớ thấy Wen ở đây nhanh hơn rồi nhá. Đó, là tỷ số là 1-1. Yeah. Bây giờ tiếp ván cuối này, ván chốt đi nhá. Okay. Ai thắng là sẽ được hộp quà luôn. Hai bạn đã chuẩn bị chưa? Ok. Nghe nhá. 3 cộng 2 cộng 7. À, Wen từ đây vẫn nhanh hơn nha. Có 2 đáp án. 2 đáp án mà. 3 cộng 2 cộng 7. 3 cộng 2 bằng 5. 5 cộng 2 bằng 5 cộng 7 bằng 12. Đúng rồi. Đây là món quà của Wen ở đây. Đây. Buồn quá. Các bạn ơi, tôi không được quà rồi. Mới ván đầu tiên thắng mà cứ cười người ta đúng không các bạn? Cuối cùng á, người chiến thắng lại là tớ luôn. Chẳng qua là tớ chỉ hơi nhầm một xíu thôi. Nhưng mà sự nhầm lẫn đấy đổi lại là được một hộp kẹo nè. Nè, Wen ở đây, mở đi cho tớ xem ơi. Ok. Chúc mừng Wen ở đây. Ok. Rất tiếc cho bạn Tuyết đã trả lời sai. Không sao hết, bạn Wen rời đây được, tớ cũng được xem đấy là quà gì mà. Để xem khám phá bên trong này là cái gì nào. Ok. Wow. Gì đó? Ê, đến đây nè. Rất là nhiều kẹo luôn. Ngon thế. Ngon, chỉ xem thôi. Mẹ cho xem nè. Đâu? Wow. Các bạn ơi, ở trong này thì có rất là nhiều kẹo màu sắc luôn. Nè. Đó. Tớ xin. Ê. Bạn mở ra đi để tớ xem những cái viên kẹo nào. Không. Bây giờ tớ sẽ cắt. Tớ không ăn kẹo phần thưởng đâu. Phần thưởng là chúng ta phải để dành đúng không? À, tớ không có phần thưởng nhưng mà tớ có đồ ăn đó các bạn ơi. Tớ cũng chưa hết đồ ăn đâu. Tên tên, đấy là đồ ăn của tớ nè. Tên tên, còn đây là đồ ăn của tớ. Đến bỏng cũng phải màu đen nha. Đồ ăn của tớ nó có nhiều màu. Ý. Trời ơi, nhiều màu có gì là hay đâu. Một màu đen thôi là tẻ nhạt. Nhìn đây, cái bánh thơm ngon của tớ nè. Đó, bây giờ tớ sẽ bổ bên trong ra nha. Đâu. Ta-da. À, cảm ơn. À, bạn ơi, lại lấy của tớ rồi. Các bạn ơi, nhân bên trong là màu đen. Mà màu đen thì sao? Màu đen sẽ thuộc về Wednesday hay. Này á, bạn thật sự quá đáng nhá. Cái nào cũng ăn của tớ. Tớ cũng ăn của bạn luôn. Ăn của tớ là bạn sẽ biến thành Wednesday. À, không ăn nữa. Tớ không muốn là Wednesday đâu. Tớ chỉ muốn là một người bình thường thôi. Wednesday thì có gì là không hay, không tốt hả? Tại vì bạn á, lúc nào mặt cũng lên xì xì á, toàn mặc quần áo màu đen thôi. Quần áo màu đen thì làm sao? Đó thể hiện tớ là một người hướng nội. Làm sao đâu. Hướng nội á? Các bạn ơi, tớ nghĩ là hướng linh tinh thì có ấy. Thì bạn nói như thế thì tớ nói thế lại thôi lại luôn. Các bạn ơi, quên rồi đây gì đâu tớ. Hướng linh tinh đâu mà hướng linh tinh. Tớ chỉ hướng về đồ ăn thôi. Bạn đừng có nghĩ nhá, bạn là quên rồi đây nhá. Bạn thích làm gì thì làm nhá. Tớ thích làm gì thì làm đấy. Bạn làm được gì tớ? Tớ ăn cái này, mời bạn ăn này. Ăn đi. Tớ không thèm ăn cái của bạn. Tớ ăn đồ của tớ, đồ màu đen. Đồ các bạn biết đây là gì? Hả? Quên rồi đây cũng ăn sữa chua nếp cẩm sao? Cái gì màu đen thì tớ sẽ ăn. Đó, mở xem đi. Đây nè, chắc hẳn là có người sắp thèm đến nơi rồi đấy. Ngon ha, cho tớ một miếng. Đó. Trộn đều lên. Wow. Đây nè các bạn ơi. Bạn Tuyết làm gì có đâu. Tớ không thèm, tớ ăn bim bim của tớ thôi các bạn ơi. Bim bim à, ăn nãy giờ rồi, có cái gì ngon đâu. Này, tớ thấy á, từ nãy bạn chỉ ăn đồ màu đen thôi. Tớ nghĩ là đen cả ruột rồi đó. Đen này, thâm cả mắt cái kìa. Bạn có muốn xem ruột của tớ màu gì không? Không, sợ lắm các bạn ơi. Thật ra, ruột của tớ màu vàng à. ngon thế. Cho tớ một hộp đi. Thế mà cười người ta. Bạn có cho tớ không? Thôi được, gọi chị Wen vào đây đi rồi tớ cho. Còn lâu nha. Thôi, thế thì tớ đi vào phòng tớ ngồi còn hơn. Tớ về ngôi nhà của tớ đây. Ngồi nhà đấy có cái gì đâu. Mát quá à. Cái gì ấy nhỉ? Ui da. Gì vậy không biết.
bị cái gì trêu không? Trêu á? Nó vừa đánh vào đầu tớ đấy, bạn có thấy không? Không. Hay là bạn bị cái gì rồi? Đi cho tớ ngồi với. Nào đi ra. Bạn lúc nãy chê nhà của tớ. Không, nhà của bạn rất là đẹp luôn, cho tớ ngồi ở đây đi. Không. Các bạn ơi, tớ sợ quá à. Không biết cái gì nó cũng trêu tớ ấy. Cho tớ ngồi ở đây được. Không là không. Bạn đi đâu thì kệ bạn. Thôi. Thôi chung này. Dám trêu Wednesday ta ư? Đáng đời.